gia đình lục đục sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Sau gần 3 tháng ngày mất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gia đình xảy ra lục đục giữa Hồng Loan, con gái, và Hồng Nhung, Hồng Phượng, em ruột và cháu gái của nam nghệ sĩ. Gia đình hai bên hiện lên tiếng sau những ồn ào trên mạng xã hội. Hồng Loan nói cô tuyệt nhiên không biết chuyện xây mộ cho cha. Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương từ chối làm việc vì người ký hợp đồng là nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng. Trong khi đó, phía nghệ sĩ Hồng Phượng sau kê làm rõ chuyện công ty độc quyền hình ảnh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và đám tang liên quan chuyện tác quyền trên YouTube khiến nghệ sĩ Vũ Luân bị hiểu lầm. Xuất hiện tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương, Hồng Loan cho biết cô muốn làm rõ chuyện không được phía Hồng Phượng, Hồng Nhung thông báo chuyện xây mộ của cha để không bị khán giả hiểu nhầm. Cho đến ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5, khi tôi liên hệ chị Nga, người có 10 năm chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh, chị vẫn nói không biết khi nào giáp mộ. Khi gọi điện lên nghĩa trang, người ta từ chối tiết lộ và nói rằng chỉ làm việc với phía Hồng Nhung, Hồng Loan nói. Thật sự nếu Hồng Loan không đồng ý thì phía Hoa Viên cũng không thể thực hiện điều này. Hồng Loan là con nhưng không hề biết chuyện gì xảy ra trên mộ của ba mình. Tất cả mọi thứ đều từ trên mạng. Đó là điều Loan bức xúc nên mới có buổi gặp gỡ hôm nay, Vũ Luân nói. Hồng Loan cho biết lúc còn sống nghệ sĩ Vũ Linh không muốn làm phiền bất cứ ai. Đến khi mất nhiều người lợi dụng tên tuổi của cha cô để kêu gọi quyên góp. Tôi mong quý anh chị chia sẻ để lấy lại số tiền mình đã quyên góp. Tôi không muốn cha mình mắc nợ bất kỳ ai sau khi mất. Ngoài ra, Hồng Loan cho hay cô liên tục bị nói mình là con nuôi, trong khi cô là người con hợp pháp duy nhất của nghệ sĩ Vũ Linh trên giấy tờ. Mọi chuyện trong nhà, từ lúc nghệ sĩ Vũ Linh nằm xuống, cô không biết hay được thông báo bất cứ điều gì. Từ lúc mất đến trải qua mấy cái thất, số tiền phúng điếu hơn 600 triệu đồng, số tiền của ba còn lại khoảng 4.000 đô, tôi không biết điều gì hết. Cô nói thêm, có mặt tại mộ phần của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cùng Hồng Loan, Vũ Luân cho biết những ngày qua anh bị nhiều người chỉ trích vô cớ vì cho rằng đưa hình ảnh của Vũ Linh. Đến khi bị chỉ trích và mọi chuyện vỡ lẽ, Vũ Luân bất ngờ khi cả Hồng Loan, Bình Tinh đều không biết ai là người mang đội truyền thông đến. Đến khi liên hệ và yêu cầu xem hợp đồng, người ký là Hồng Phượng với phần trăm doanh thu là nhận 40%, phía Hồng Phượng nhận 60%. Khi tôi bị chỉ trích, tôi có liên hệ Hồng Phượng để yêu cầu đính chính. Phượng vẫn im lặng và nói Phượng cũng là người bị hại, Vũ Luân nói. Vũ Luân khẳng định, anh không đánh bản quyền bất cứ ai lấy hình ảnh từ đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Người sử dụng video về nam nghệ sĩ lại cắt clip hoàn toàn không phải chuyện của anh. Cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho biết quyết định ký hợp đồng với BH Media để quản lý, không để hình ảnh của nam nghệ sĩ bị bóp méo sau khi qua đời. Sau khi có doanh thu, số tiền này được đưa vào tài khoản riêng để gia đình chuẩn bị cho các dịp cúng bái sắp tới của Vũ Linh. Số tiền gần 90 triệu đồng được đưa vào tài khoản không đồng của Kim Nga, người ở bên chăm sóc Vũ Linh những ngày cuối đời. Trước giờ, tất cả chi phí việc thờ cúng cậu tại nhà do chị Nga chi trả. Hồng Phượng cam kết những giấy tờ thông tin này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho phát ngôn của mình. Những phát ngôn sai sự thật nhằm mục đích xúc phạm bôi nhọ danh dự cá nhân và gia đình liên quan tới vấn đề này sẽ được báo cáo xử lý và làm rõ tại cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh chia sẻ. Trong khi đó, Vũ Luân thắc mắc tại sao Hồng Loan, người thừa kế hợp pháp thứ nhất tài sản của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, không được nhận số tiền này. Mọi công tác ma chay mồ mả cũng không thông qua con gái duy nhất của Vũ Linh mà lại đưa cho Kim Nga. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời ngày 5 tháng 3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Tại tang lễ, Hồng Phượng nói Hồng Loan là con nuôi. Trong khi đó, Hồng Loan nói cô là con gái duy nhất của Vũ Linh, sống cùng nhà đến khi lấy chồng. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi mất cũng không để lại di chúc.